quản lý sự kiện ở Việt Nam. Tối ngày 29 tháng 10, trang Yonhap dẫn thông tin giới chức cứu hỏa Seoul cho hay đã có hơn 100 người được cấp cứu do ngừng tim, dẫm đạp trong lúc tham gia tiệc Halloween tại khu vực Itaewon nổi tiếng của thủ đô. Trong các đoạn video ngắn về vụ dẫm đạp khiến ít nhất 149 người chết. Đây là lễ hội Halloween đầu tiên không phải áp dụng bất kỳ quy định nào về khẩu trang và giãn cách phòng COVID-19 trong 3 năm qua tại Itaewon. Sự trở lại của lễ hội, vốn đã trở thành nét đặc trưng của phố đêm quận trung tâm Seoul mỗi cuối tháng 10, đã thu hút dòng người đổ về khu vực từ chiều tối qua. Những hình ảnh đã ám ảnh đối với những người chứng kiến vụ việc đã để lại nhiều bài học cho các quốc gia trong quản lý các hoạt động sự kiện cộng đồng hiện nay. Hình ảnh thứ nhất là ở lối ra một con đường. Do ở bên trong có hàng chục nghìn người chen lấn, nên ở ngay lối ra có hàng chục người bị ngã và bị đè chồng chất lên nhau. Các nhân viên cứu hộ đã tới chỗ đó nhưng họ không thể kéo được những cô gái đã bị ngất ra khỏi đám đông vì nhiều người khác đè lên họ. Những người bị đè cũng chỉ cách chỗ an toàn vài chục centimet nhưng không có cách nào tới được. Đó là một cảnh tuyệt vọng vô cùng. Đa số trường hợp người bị dẫm đạp chết là ở các vị trí gần lối thoát ra vì ở đó tất cả mọi người do thấy được lối thoát đã gần sẽ cố gắng vượt lên và tạo ra ách tắc dẫm đạp. Hình ảnh thứ hai là sự tuyệt vọng của một thanh niên. Bạn anh chết và đã được đưa vào nằm chung trong một dãy với những người khác, được phủ chăn che mặt. Thế nhưng anh vẫn ngồi bên cạnh và làm động tác ép ngực cho bạn một cách tuyệt vọng. Các nhân viên cứu hộ đuổi những người khác khỏi dãy người chết nhưng để mặc cho anh làm công việc vô vọng đó. Bên cạnh, một người bạn ngồi im lặng cúi đầu đặt tay lên vai anh. Được biết, ở Hàn Quốc Halloween là một lễ hội thực sự, trang trí ở khắp nơi, được chuẩn bị cả vài tuần trước ngày lễ. Những thanh niên Hàn Quốc thường chủ động hóa trang và tự biểu diễn trên các đường phố. Halloween được xem là một sự kiện lớn gần như Noel. Chính vì thế, mới dẫn đến một biển người, đa số là các bạn trẻ tại ở khu vực Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là bài học và dẫn chứng xác thực tại sao một sự kiện nào đó cần phải xin cấp phép và có kế hoạch được duyệt, chứ không phải tự phát muốn làm gì là được. Bởi để một sự kiện được tổ chức sẽ liên quan nhiều vấn đề như an ninh, cháy nổ, khi không may tình huống xấu xảy ra thì hậu quả là vô cùng khôn lường.